Chào các bạn nha. Nay mình lên một con bê 7.000 hai cầu. Xe dàn áo còn tương đối là đẹp nha các bạn. Bánh đồ cái là còn ok hết. Này nó có đuôi luôn nha các bạn. Hai cầu. Này xài động cơ hai máy. Máy móc là bao các bạn riêng hết nha, chưa xả gió gì hết. Bốn quả mâm mình có dặn sơn lại cho nó đẹp nè. Mấy dòng B 7.000 Kuta B này xài rất là bền, nhỏ gọn. Cầu đồ là còn bao hết nha các bạn, chưa xì chưa gì hết nha các bạn. Đây để nổ máy chạy cho các bạn xem. Nổ máy giờ lắm rồi. Cầu đồ là còn ok ngon lành hết đây. Yeah, cái nào chạy vô luôn.